đau lòng lời cuối của người cha bị đâm chết vì nghi bắt cóc con mình. Chiều 22 tháng 2, Công an tỉnh Long An cho biết, đơn vị đang tạm giữ Nguyễn Ngọc Hải Điền, 26 tuổi, ngụ khu A, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, để điều tra, xử lý về hành vi giết người. Điền chính là người đã sát hại anh Lê Hoài Bảo, 28 tuổi, quê Kiên Giang, trú ấp Sò Đo, thị trấn Hậu Nghĩa, khi anh này đang chơi đùa với con trai 4 tuổi, khiến dư luận bức xúc. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Điền khai nhận, trưa 21 tháng 2, đã cùng với nhóm bạn ăn nhậu. Đến chiều cùng ngày, Điền về nhà một lúc, rồi ra công viên thị trấn Hậu Nghĩa ngồi chơi. Tại đây, nghe bà bán vé số chi hô, có người bắt cóc trẻ em, Điền quan sát thấy anh Bảo đang đuổi theo một đứa trẻ 4 tuổi đang khóc. Nghĩ anh này bắt cóc đứa bé, nên Điền chạy ra can ngăn. Mặc dù anh Bảo khẳng định đó là con mình, nhưng Điền không tin mà lớn tiếng cự cãi, đòi đưa anh Bảo vào công an làm việc. Trong lúc hai bên giằng co, do có hơi men, thiếu kiềm chế bản thân, Điền dùng dao xông tới, đâm anh Bảo nhiều nhát, khiến nạn nhân thiệt mạng. Theo lời kể của người bạn Minh Thuận, của anh Bảo, cũng là nhân chứng. Chiều 21 tháng 2, đi làm về ngang qua công viên, thị trấn Hậu Nghĩa, thấy người ta bù đồng xem đánh nhau, anh cũng tạt vào. Không ngờ người bị đám đàn ông đánh hội đồng lại là anh Bảo, người bạn thân của mình. Lúc này, Bảo đã bị đánh nhừ từ rồi. Thấy tôi, anh quay sang Vân Nải, Thuận ơi mày nói dùm, thằng bé là con tao. Tao không bắt cóc, anh Thuận kể. Mặc anh Thuận giải thích. Cầu xin, đám người đánh vẫn không buông tha, vẫn lao vào đánh anh Bảo. Thấy đánh kiểu này, anh Bảo chỉ có đường hết. Nên anh Thuận chạy vào trụ sở công an, thị trấn Hậu Nghĩa kêu cứu, nhờ can thiệp. Trong lúc đang trong trụ sở công an kêu cứu, tôi nghe nhiều tiếng la thét ngoài công viên, là anh Bảo đã bị đâm gục rồi, anh Thuận kể.